Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với mọi người đây để hướng dẫn cho anh em cái cách có thể chơi được con game tài xỉu này bằng cái công thức tốt nhất của mình hiện tại. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đánh mấy con tài xỉu 10 năm này bằng cái công thức single 2 và single 3 của mình nhá. Đấy, thì mấy ngày hôm trước mình cũng đã hướng dẫn anh em bắt cầu bằng cái công thức single 2 và single 3, nhưng mà mình lại đánh bên tài xỉu màu xanh. Cũng có rất là nhiều anh em gọi là có thúc giục mình bảo là anh hướng dẫn em đánh bên tài xỉu 10 năm đi. Đấy thì ok, anh em thích thì mình chiều thôi. Nhưng mà mình cũng phải gọi là nói trước như thế này nhá, là dù mình đánh bên tài xỉu 10 năm hay đánh bên tài xỉu xanh thì cũng không khác nhau nhiều đâu. Khác thì nếu mà có khác ấy, thì cũng chỉ khác ở những cái cầu cực kỳ đặc biệt. Chứ mấy cái cầu bình thường này thì nó rất là giống nhau thôi anh em ạ. Đấy, không chỉ thế nhá, anh em không chỉ là áp dụng bên cái công thức single 2 và single 3 của mình ở con tài xỉu 10 năm hay là tài xỉu xanh đâu, mà anh em có thể áp dụng cái công thức single 2 và single 3 của mình ở trên rất là nhiều loại game khác nhau nữa. Đấy, như kiểu là con săn win hay là Go 88 các thứ chẳng hạn. Chứ không chỉ cái con 68 cái bài này, được chưa? Đấy, nói chung là anh em thích thì anh em chơi trên những con game đấy. Nhưng mà cũng phải lưu ý với anh em thế này, không phải là anh em cứ áp dụng công thức trên con game nào thì nó cũng giống nhau. Đấy, tại vì có những con game mà nó hợp lý với anh em, có những con game thì anh em chơi lại rất là xui đúng không? Nên là anh em chơi thì anh em cũng nên nạp vào một chút, một tí thôi để thử xem là cái con game đấy anh em chơi may mắn hay không, để xem là anh em có nên nạp tiền to vào để đánh hay không. Đấy là cái lời khuyên của mình nhá. Ok, thì cái tay vừa rồi tại sao mình lại đánh là 15M như thế, tại sao đánh to như thế anh em? Wow, vừa vào cái mình lại thấy có cái câu thần chú nó xuất hiện anh em ạ. Ở bên trái màn hình đúng không, mình đã show cái công thức single 2 và single 3 lên cho anh em xem rồi. Một là cái công thức single 2 và single 3, ở dưới đấy là ở trên là cái công thức đấy nhá, ở dưới là cái câu thần chú anh em ạ, là cái mẹo nhỏ của mình. Cái mẹo nhỏ, cái câu thần chú hai con giống nhau lại nhau thì lại bẻ con ngược lại là 80%, con này chơi bẻ con sau sẽ bẻ tỷ lệ 90%, đúng không anh em? Đấy thì anh em cứ đọc cái câu thần chú đấy thì sẽ hiểu là tại sao con này mình lại đánh một con xỉu như vậy. Đấy, ok, ở đây có hai con 12 giống nhau đệ nhau đúng không, con này 80% này, con này 90% tỷ lệ ăn, con này cũng tầm khoảng 90-95% tỷ lệ ăn, tất cả những con ở sau này nếu mà nó chưa bẻ nhá thì cũng tầm đấy cả. Đấy, đến tận tay này nó chưa bẻ thì hơi hiếm luôn, cực kỳ hiếm là khác, cả ngày chỉ xuất hiện 1-2 lần như thế này thôi. Thường thường là đây hai con 12 đệ nhau đúng không, nó sẽ bẻ luôn này. Đấy, con này 80, con này 90% tỷ lệ ăn, bẻ luôn, con này bẻ luôn, hai con 7 giống nhau đệ nhau bẻ luôn. Đấy, hai con 13 con này bẻ luôn. Đấy, đến cái trường hợp như thế này thì cả ngày nó xuất hiện một vài lần thôi, rất là hiếm, nên là cái tay đấy mình phang luôn 15M bằng nửa vốn rồi, đúng không anh em? Ok, cực kỳ ngon luôn. Rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn em từ cái con số 7 này, hướng dẫn em cái công thức bắt cầu bằng single 2 và single 3 nhá. Tất cả cách tiến thuận về phía trái này đi cho em đỡ bị vào mắt này. Anh em nào mà chưa đọc kịp thì nhớ dừng lại để đọc. Đấy, và nếu mà anh em nào mà còn chưa rõ là công thức này hoạt động kiểu gì ý, thì có thể là xem lại clip ngày hôm qua của mình. Đấy, hoặc là bây giờ mình có thể nói qua cho anh em là anh em bạn đầu tiên là phải tính thuận nghịch này, sau khi tính thuận nghịch thì mình sẽ vào và dựa trên những con thuận nghịch đấy mình sẽ bắt cầu. Đấy, mình sẽ vào và bắt cầu dựa trên những con thuận nghịch, được chưa? Thì nói qua như này thì nhiều anh em chắc chắn vẫn chưa hiểu rồi, bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết nhá. Rồi, bắt đầu đấy con số 12 đi, 12 nhá. 12 đổ xuống 4-3 này, lẻ cả 12 một nghịch. Ok, 43 lẻ tài 12 một nghịch, 53 chặn ra tài 16 một thuận. Sang 5 lẻ tài 14 à, lẻ ra tài 14 một con nghịch. Sang 5 lẻ tài 15 một nghịch. 64 chặn ra xỉu chỉ một nghịch. 44, ok, 44 chặn ra tài 10, chặn ra tài 12 một thuận này. Ok anh em ạ. 53 chặn ra tài 13 một thuận. Cái cầu này thì chắc là đang ra là cầu 33 của 21 rồi. Nếu mà mình vào mình bắt sớm một tay thì mình có lẽ đánh cái tay này thôi tầm khoảng là 5-10M dễ là bình thường. Đấy, tại vì cái chỗ này đúng không, nếu mà nó đang ra thế này thì tỷ lệ lớn đối tầm khoảng 90% là sẽ ra cầu 33 hoặc là 321, cả hai loại cầu đấy đúng không, nó đều chỉ ra con số 7 này. Đấy, nó đều chỉ ra con số 7 này một con thuận đúng không, nên là cái con số 7 này mình sẽ có tỷ lệ ăn đối tầm khoảng 90% thôi, rất đơn giản như vậy anh em ạ. Nhưng mà cái tay đấy thì mình lại không vào kịp, không đánh, không tính toán trước cái tay đấy mới đúng. Đấy, dù là có muốn thì mình cũng chả đánh được, đúng không anh nhá. Ok, vài tay sau đấy thì mình lại đánh theo là một thuận để xem nó ra cầu 33 hay không, đánh 1M anh em ạ. Nhưng mà nó lại ra cầu 321 rồi. Đây, con này ra một nghịch. Tại vì ra cầu 33 hay 321 thì mình không biết được. Mình cũng chỉ là 50-50 thôi, mình đánh theo kiểu là 50-50, 50% ra thuận, 50% ra nghịch. Đấy, thì mình đánh là đánh dò thôi anh em ạ.
đánh một cái tay mà mình đánh giò thôi, mình không đánh to nhá. Con đấy thì cái con số 8 này, nếu mà anh em không thích đánh thì anh em có thể bỏ qua cũng được. Tại vì làm sao mà biết được nó là có 3-3-2-1 đúng không? Ok. Rồi, thì sau cầu này, sau cầu 3-2-1 này đúng không? Thì con tiếp theo bộ một món thuận món xỉu này, mình sẽ có tỷ lệ ăn một con thuận đây tầm 80% anh em ạ. À, 80% tỷ lệ ăn nhá. Đây, con này thì mình sẽ phát 3M xem như thế nào. Ok. Nặng phát. Rồi, 1-2 ăn chưa? Này lại bảo không ăn được thì hơi phí đúng không anh nhá. Đã ra 1 ra 2 rồi còn bảo không ăn được thì nó chỉ có cái nước ra con 8 thôi anh em ạ. Được chưa? Ra con 8 thì mình thua. Cái con xính cầu 3 ra được cái con 8 thì mình thua thôi, còn cái này thì húp muốn chuồn chuồn luôn. Quá là ngon đấy. Rồi nhá. Rồi thì tay này là một con thuận. Thế tại sao con này lại là một con thuận đúng không? Tại vì sau cầu 3-2-1 thường thường là nó sẽ có 80% tỷ lệ là nó sẽ bị bẻ một con ngược lại so với con cuối cùng của cầu 3-2-1. Ok. Con cuối cùng của cầu 3-2-1 đó là một con thuận đúng không? Thì cái con số 9 này, đấy, con số 9 này mình sẽ, à sorry, con cuối cùng của cầu 3-2-1 là món nghịch, thì con số 9 này nó sẽ là một con thuận tỷ lệ là 80% anh em ạ. Dễ chưa? Cực kỳ dễ hàng khác. Ok. À, nhưng mà con đằng sau này thì tất nhiên là mình sẽ không thể nào mà biết được là nó ra một con thuận hay một con nghịch rồi. Mình chỉ biết được là con số 9 này nó sẽ có tỷ lệ bẻ với con ngược lại là 80% thôi. Đấy, còn cái con số 10 này thì mình cũng chưa biết được là nó ra cục gì. Ơ, ở đây có hai con 6 nó giống nhau đấy, nhau này. Ok, phao luôn 3M. Ơ, like anh em ạ. Anh em thấy trừ tiền không? Thấy trừ tiền đúng không? Đấy, và cái mạng của mình nó lại còn đang lag. Ok, sorry anh nha. Không biết như nào mà lần. Đợi mình một chút xem nào nhá. Rồi, đây rồi. Ok. Mà không lag là hút rồi. Không lag là hút cái tay này rồi. Nhưng mà lag thì thôi, chấp nhận thôi anh em ạ. Chưa biết làm sao đâu anh em. À, ok. À, nhưng mà lag này không biết là mình nói chuyện các thứ anh em có thấy hoặc là nghe thấy giật không. Tại vì cái mic thì mình đang gọi là backup từ cái điện thoại lên. Đấy, mình thu từ cái điện thoại lên, mình thu bằng wifi anh em ạ. Đấy, kết nối bằng wifi nên là wifi mà lag này thì mình đang lo sợ là mình đang nói chuyện với anh em với một cái gọi là với một cái giọng nó rất là rè đấy, nó không nghe rõ gì cả. Nếu mà mình nói chuyện mà anh em không nghe rõ gì thì mong em thông cảm nhá. Ok. Ừ, con này nếu mà ra một con nghịch thì mình sẽ đánh to đấy, nhưng mà ra một con thuận thế này thì chịu thôi. Vãi trưởng thật, buồn nhỉ. Nói chung là cái tay này mình đánh thì không đánh to được rồi, tại vì nó ra một con thuận thế này thì mình cũng không biết được là nó đang ra cầu gì đâu. 6-5 một con thuận là món tài. Ơ con á, tại sao mà mình lại vào 3M thế này? Ôi bị nào đây, lag à anh em? Ơ vãi cả trưởng anh em ạ. Tay trước thì mình không vào được, tự nhiên cái tay sau nó lại vào hẳn 3M cho mình còn chưa đặt cơ mà. Ui ảo thật sự đấy, game bịp à, vãi trưởng thật. À, nhưng mà thôi đành chấp nhận thôi, mình cũng chẳng biết làm thế nào. Mạng lag thì đành chấp nhận thôi đúng không? Đây là do gọi là do cái lỗi mạng của mình. Đấy, chứ không phải là do nhà cái gì cả. Mình cũng không trách được. Thôi kệ đi. Nay là lag thế này cũng là quá ngon rồi, còn cái gì nữa? Từ đâu đấy tầm 30M lag lên là hơn 13M. Chỉ cay cái tay hai tay cuối thôi. Một tay thì không vào tiền được, một tay thì đạnh vào 1M chiêu chiêu. Tự nhiên lại nhìn thấy thế quái nào mình lại đang vào 3M thế này rồi. Thôi kệ, chấp nhận thôi. Tại vì đằng sau thì mình cũng không có con nào mà tỷ lệ ăn nó quá là cao nữa. Đấy, đằng sau con này thì ít nhất mình cũng phải đợi đấy khoảng 3-4 tay nữa thì mình mới có thể ăn cao được. Lúc đấy thì nó quá là dài, clip nó quá là dài rồi, nên là thôi đây đây nhá. Anh em nào có cỏ gì nữa thì nhớ comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ đem video hướng dẫn cho anh em. Bye bye, gặp lại mọi người ở tiếp lần sau.